Đây là đầu bơm này, đầu bơm của bơm kép ha. Một hút là 49 ha. Một đầu ra nước là 27 ha, răng trong 27, răng ngoài 27 và một đầu hồi là răng 27 ha mọi người. Inox dày nhá, 304. Máy hai đầu này, hai đầu bằng gang, đầu bằng gang, cánh bằng nhôm ha. Có đầy đủ nha, mọi người cần Zalo cho mình nha. Máy bơm nước rồi phụ kiện rồi máy bơm chìm bãi Nhật, máy bơm chìm Việt Nam, máy bơm Hòa Tiện ha. Chuyên sản xuất máy bơm nước nhé. Có cánh gang, cánh inox, cánh nhôm, cốt sắt, cần cốt inox, có đầy đủ nha mọi người. Cái này là cốt inox này. Đây là cốt sắt này. Cánh này là cánh của bơm tăng áp mà ha. Cánh này của bơm, cánh này là của bơm tăng áp 370W ha. Và cánh 750W ha mọi người. Inox 304 ha, dày ha, dày này. Cánh này mạnh lắm nha, bao mạnh luôn. 370W này là nó sẽ mạnh gấp 3 gấp 4 lần so với con 350W của Panasonic hoặc là máy điện tử thôi mọi người. Còn cánh nó thì không bị reset, không ăn mòn ha. Cánh này cánh của bơm kép này ha. Máy đang dập. Còn này là chân của bơm tăng áp ha mọi người, với một ngựa rưỡi, 370W ha. Inox 304 nha mọi người. Đây là cánh lưu lượng này. Đây là cánh hút bột nhé. Cánh tát, cánh hút bột ha. Bột này. Đây là bơm chìm inox ha mọi người. Bơm chìm inox nhé. 304, con này 3 ngựa ra 90 ha. Còn đây là chân bơm. Chân của bơm máy bơm kép ha. Bơm kép thì có hai loại, một loại chân bằng gang này, chân này bằng gang thì giá nó sẽ rẻ hơn cái chân bằng inox khoảng 300.000 ha mọi người. Nguyên khối ha. Mọi người có cần mua phụ kiện máy kép thì alo cho mình. Trong kia là bơm rồi phe ha, dây này. Dây này còn dây đồng 100% vô bằng máy nha mọi người. Phe này ha, rất nhiều ha. Rồi, mình chuyển về xưởng sản xuất máy bơm nước, mọi người cần alo cho mình nhé. Anh em thợ thuyền cửa hàng có cần nhu cầu về máy bơm nước inox, máy bơm kép, máy bơm tăng áp inox, bơm chìm inox thì alo cho mình nhé. Mình bỏ giá xỉ ship toàn quốc nhé. Này bơm kép này. Rồi một kẹp ha, hút 42, 49 ra 3 ra 27 ha mọi người. Còn con này là máy 1,5 HP, hút 42 ra 27. Đó, inox 304 ha, cánh inox, cốt inox cho mọi người. Này còn tăng áp thì 370 ha, với 750W. Đây là 2,5 đầu gang, này hai đầu bơm kép này. Bơm kép thì có hai loại chứ, một loại là đế inox và một loại đế bằng gang. Đế bằng gang thì nó rẻ hơn đế chân inox khoảng thôi. Thì trong xưởng ồn quá, mình đưa ra ngoài này cho mọi người xem. Đây, như con này này. Con này là 1,1 kW là 1,5 HP nhá. Thì hút là 42. Ra 34 ren ngoài. Và hút giếng khoan á thì mọi người cũng hút 42, ra 27 nhá. Có ống hồi. Và mọi người giếng khoan mà xài hút sâu á, xài ống hồi á thì mọi người lấy cái này. Ha. Một mò hút, hai mò ra ha. 27. Còn hút tăng áp hoặc là hút bồn nước đi đầy lên nhà lầu cao á, thì lấy một cái mỏ ra thôi nha mọi người. Như hút 42 và ra 27 ha. Còn mọi người muốn xài 34 thì lấy ra 34 ha. Thì bình thường là xài 27 thôi cho nó tiền ha. Còn 34 thì mất công phải giảm lại nha. 34 thì xài cho chung cư hoặc là công ty thôi. Còn gia đình thì mình xài 27 ha mọi người, là phổ biến ha. Rồi con này là 750W, hút từ bể nước hoặc là hút đồng hồ nước ha. Đẩy lên lầu 3 lầu 4 ha. Mọi người nếu mà không lấy cái mỏ hồi này, mọi người lấy một mỏ ra thôi. Mọi người về làm cái tê đây ha. Tê ra cho nó dễ ha. Thôi mọi người cần alo cho mình. Con này là máy bơm inox 304 nha. Cánh inox, trục inox ha. Không ăn mòn này, không rỉ sét. An toàn cho nguồn nước sạch ha. Thì mọi người xài một thời gian dài thì phèn á, nó sẽ không bám ở trong này, trong đầu bơm này nó sẽ không có phèn ha, và nó không bị hòa tan trong nước. Như cái bằng gang hoặc là bằng nhôm thì nó sẽ bị ăn mòn thời gian ha. Đặc điểm máy của mình là chạy êm, bền, tiết kiệm điện nha mọi người, mạnh ha. Cánh khe lớn, cánh inox ha, thì nó sẽ mạnh ha, mạnh gấp đôi so với những con máy bơm thông thường, tăng áp thông thường ha. Như mọi người hút trong đồng hồ nước thủy cục á, mọi người xài gia đình thì mọi người xài con 370W ha, là nửa ngửa thôi, là quá mạnh rồi, đẩy lên được lầu 2 lầu 3 rồi nha mọi người. Còn muốn mạnh hơn á, lầu 4 lầu 5 thì xài con 750W hoặc là 1,1 kW ha mọi người. Thì bao mạnh luôn ha. Máy bền, chất lượng cao. Giá hợp lý ha mọi người. Ship toàn quốc nha. Mọi người cần alo cho mình nha.